xin không đoàn đáp và ở cùng thầy chúa cùng anh chị em tin mừng chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca khi ấy các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên đã nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng rồi các người chăn chiên ra về vừa đi vừa tôn vinh ca tụng thiên chúa vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo khi hài nhi được đủ tám ngày nghĩa là đã đến lúc phải làm lễ cắt bì người ta đặt tên cho hải nhi là giê xu đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ đó là lời chúa kính thưa cộng đoàn phụng vụ. Tước hiệu Đức Maria Mẹ Thiên Chúa được tuyên tín tại cộng đồng Epheso năm 381. Việc tuyên tín này dựa trên một mầu nhiệm gọi là ngôi hiệp. Nghĩa là gì? Thưa, nghĩa là bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại kết hiệp chặt chẽ với nhau trong một ngôi vị duy nhất mang tên là Jesus Kitô, xin nhắc lại. Chúa Jesus Kitô có hai bản tính, bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người, hai bản tính đó kết hợp chặt chẽ trong một ngôi vị duy nhất là Jesus Kitô nên gọi là ngôi hiệp là vậy. Nói về điều này thì dài lắm ai muốn hiểu thêm thì đến với quý cha chuyên về Kitô tô học ở đây con chỉ muốn nhấn mạnh đức mẹ là mẹ thiên chúa nhờ màu nhiệm ngôi hiệp đức mẹ không sinh ra thiên chúa nhớ một điều đó đức mẹ không sinh ra thiên chúa đức mẹ mà sinh ra thiên chúa thì đức mẹ to hơn thiên chúa mà đức mẹ to hơn thiên chúa thì hỏng mét rồi thành đa thần mất rồi không, Đức Mẹ không đi ra thiên chúa, nhưng Đức Maria sinh ra Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa làm người. Đức Maria sinh ra Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa làm người, mà chúng ta vừa nói hai bản tính, bản tính nhân loại và bản tính Thiên Chúa kết hợp chặt chẽ trong một ngôi vị hay trong một con người duy nhất mang tên là Giêsu Kitô nên Đức Mẹ không sinh ra bản tính Thiên Chúa nhưng sinh ra Đức Giêsu Kitô mang bản tính Thiên Chúa nên Đức Mẹ được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Các cha, các thầy, các sơ thì hiểu ngay. Còn quý cụ ông bà và anh chị em cũng có người hiểu ngay, cũng có người từ từ mới hiểu. Nhưng mà nếu từ từ mới hiểu thì tôi xin lấy ví dụ thế này. Xin nói trước là ví dụ thì nó chỉ đúng một phần thôi ví dụ mà nó chỉ đúng một phần thôi nói điều này ra để lỡ ra anh chị em tin lành mà có hỏi chúng ta đấy chúng ta có thể trả lời hoặc ít ra cũng không lung lạc đức tin anh chị em tin lành cũng hay tranh luận với chúng ta về đức mẹ lắm nên chúng ta hiểu một chút về cái này thế xin lấy ví dụ các ông bà cố thì được gọi là bố là mẹ của các cha, đúng không ạ? Các ông bà cố thì được gọi là bố là mẹ của các cha. Ví dụ như là mẹ của cha thị chẳng hạn, thì được gọi là mẹ cha. Ông bố của cha thị được gọi là bố của cha. À, mặc dù vậy thì hỏi ông bà cố có sinh ra chức vị của cha không? Có sinh ra cái chức vị cha hay không? Nếu ông bà cố mà sinh ra được chức linh mục Thì đỡ biết mấy Các cha đỡ phải đi học Khỏi phải vất vả Sinh ra cái đã là cha rồi Thưa không các ông bà cố không sinh ra cái chức linh mục Nhưng được gọi là bố linh mục Là mẹ linh mục Quý ông bà cố không nói chân mục Nhưng chức linh mục gắn liền với các cha nên một với các cha nên quý ông bà cố cũng gọi được gọi là bố là mẹ của linh mục hay gọi là bố là mẹ của cha lấy ví dụ cho dễ hiểu chứ việc đức mẹ là mẹ thiên chúa thì khác xa với việc ông bà cố sinh ra các cha vì chúa giêsu từ lúc thiên thần truyền tin cho đức mẹ và đức mẹ đáp lời xin vâng thì hai bản tính nhân loại và bản tính thiên chúa đã nên một rồi cái thầy học thần học thì biết bốn cái hạn từ nữa mà không ạ bốn cái hạn từ về ngôi hiệp này tôi để các thầy về nhà xem lại vâng còn các cha thì làm người rõ lâu rồi ông nào mà trẻ trẻ thì ví dụ như ông thầy thế đọc tin mừng này năm nay 30 tuổi sang năm linh mục là ba tuổi, là mấy tận ba năm thì ông bà cố đó gì làm gọi được là bố mẹ cha đâu? Các cha còn lâu mới được làm cha. Còn đức Maria thì khác, ngay từ lúc xin vâng mẹ đã là mẹ Thiên Chúa rồi, nên đây là một trong bốn đặc ân của đức Mẹ. Nói như vậy để anh chị em có thể phần nào thôi một chút thôi làm sáng tỏ cho quý cô ông bà và anh chị em. Còn chúng ta phải học, à, các sơ cũng phải học, các cha cũng phải học, các thầy còn học nữa nhưng bây giờ xin đặt vấn đề thế này đức mẹ là mẹ thiên chúa thì có ảnh hưởng gì đến chúng ta không có ảnh hưởng gì đến chúng ta không rất ảnh hưởng chỉ xin nêu hai điểm có liên quan đến ngày đầu năm mới và khởi đầu sứ vụ cũng như dâng giáo phận đại chủng viện và nhờ thờ chính tòa cho đức mẹ thôi đức mẹ là mẹ thiên chúa nêu gương khiêm tốn trong việc phục vụ nêu gương khiêm tốn trong việc phục vụ. Chức là mẹ Thiên Chúa lớn lắm chứ? Mẹ Thiên Chúa cơ mà. Vậy mà mẹ lại vội vã lên đường đi phục vụ gia đình bà Elizabeth. Mẹ Thiên Chúa đi phục vụ một người già rồi. Có con Phúc Âm Luca ghi lại, bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà mình. Lúc đó, bà Elizabeth đã có thai có bầu được 6 tháng. Các bà, các mẹ mang bầu thì biết rồi, mang ba lô ngược nó mệt lắm, nó nhọc lắm, đi lại khó khăn lắm, nằm ngủ nó khó khăn cơ. Cao niên nữa, làm việc khó khăn, nặng nhọc, khó nhọc. Nên tất cả các việc giặt rũ cơm nước, chợ búa, cám má, lợn gà là Đức Mẹ lo hết. Nói hết cho bà Elizabeth Giá rồi mà không làm được Như vậy Đức mẹ phục vụ bà Elizabeth Cho tới khi bà này sinh thánh Doan Mẹ tròn con vuông Đức mẹ phục vụ như một ô xin Mà ô xin này là ô xin không công Tức là phục vụ miễn phí không tính toán Chả thấy vua ông ghi lại là sau khi đức mẹ về rồi ông Zakaria rúi cho đức mẹ phong bì phòng độ mấy triệu rồi. thôi em đi đường làm lộ phí về nhà tiêu nhé em ở đây mấy tháng không không có cái đấy phục vụ miễn phí luôn đọc tin mừng chúng ta thấy những lúc chúa được người ta tung hô tôn vinh như sau khi làm phép lạ cho bánh hóa nhiều hay khi chúa vào thành Jerusalem cách trọng thể đức mẹ không xuất hiện mà chỉ khi nào có vấn đề gây cấn mẹ mới hiện diện thôi lúc vinh quang ẩn mặt nhưng lúc khó khăn thì có mặt thí dụ tại tiệc cưới cana hay khi chúa giêsu bị người ta cho là điên mới bảo này bà ơi con bà như thằng điên đang làm nhảm nói gì ngoài kia kìa đã bắt nó về đi nó đang làm nhảm nó nói ngoài ấy. thì lúc đó đức mẹ xuất hiện xuất hiện để làm gì để chia sẻ đau khổ khó khăn với con của mình đức mẹ phục vụ mà không tìm vinh quang cho mình tóm lại bài học khiêm tốn tế nhị nhẹ nhàng tận tụy trong việc phục vụ không khoe khoang đánh bóng tên tuổi là bài học rất quan trọng trong mục vụ giáo hội chúng ta đang mang khuôn mặt quá nam tính và giáo sĩ trị mà thiếu đi nữ tính nhẹ nhàng khiêm tốn dễ gần và tử tâm như nhận định trong tài liệu hiệp hành của Á Châu mà chúng ta đã được học hỏi quá nam tính, quá cứng rắn, quá bệnh lệnh mà thiếu đi dị nhẹ nhàng gần gũi khuyên răn. Xin Đức Mẹ giúp cho sứ vụ của mỗi người chúng ta mặc lấy tâm tình của mẹ và của Chúa Giêsu con mẹ. Đó là điểm thứ nhất. Rồi, thứ hai, Đức Mẹ đích thực là mẹ của mỗi người chúng ta chứ không phải gọi cho nó thích đâu. Đức Maria không chỉ là mẹ Thiên Chúa mà Ngài còn là mẹ thật của mỗi người chúng ta nữa. Mẹ sinh ra Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu mang trong mình tất cả nhân loại nên mẹ chính là mẹ thật của chúng ta. Từ trời cao, mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta trong mọi cảnh huống cuộc đời. Mẹ cũng dạy chúng ta luôn tín thác vào Chúa vì cuộc đời mẹ không thiếu những gian nan khốn khó như ông giả Simeon đã tin báo một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tim bà nhưng mẹ luôn tin tưởng phó thác. Ở đây chúng ta cũng vậy. Nhiều người, anh chị em giáo dân cũng đau buồn, đau khổ nhiều khi tan nát cõi lòng. Cũng đừng tưởng giám mục, linh mục, tu sĩ mà không có nước mắt đâu bên ngoài vui vẻ có khi tối về trời không mưa mà gối nứa đẫm khi nghe tin con được tòa thánh bổ nhiệm nhiều người điện thoại hoặc nhắn tin chúc mừng nhưng cũng chia sẻ đó là gánh rất nặng nề khi con đến kính chào ba đức tổng hà nội sài gòn và huế đến thăm đức cha hải phòng các ngòi đều nói nặng nề lắm nơi đức cha nặng nề lắm đấy Con ý thức điều đó Nên hôm nay con đến với mẹ Phó thác sứ vụ nặng nề của con cho Chúa Qua bàn tay của mẹ Và đồng thời xin quý đức cha Quý cha, quý tu sư nam nữ Chủng sinh, quý viên chức hội đồng giáo xứ giáo họ Quý ban ngành đoàn hội và cộng đoàn Cùng chia sẻ gánh nặng với con Con tin rằng Thánh giá Chúa gửi đến sẽ vừa đủ để con vui bước trên đường tình thập tự mà thầy Giêsu mời gọi. Con cũng đã từng làm cha xứ, mặc dù con được phục vụ tại hai giáo xứ rất đạo đức tốt lành sốt sáng, nhưng con cũng cảm thấy có không ít khó khăn nên con rất cảm thông với những thách đố của các cha xứ. Trong bài giảng tinh tâm cho các linh mục giáo phận Thanh Hóa, Đức cha Phêrô Khảm đã có bài chia sẻ rằng Lắm nơi nhiều chỗ Người ta quan niệm Linh mục luôn sai Cha xứ luôn sai Đi nhanh họ bảo hấp tấp Đi chậm họ nói lừ đừ nhung từ vào đền Giảng dài, giảng dài Họ chê giảng dài, giảng dai, giảng dở Giảng ngắn họ phê bình Lười không chịu soạn bài Đúng là làm dâu trăm họ Thật là khó Nhưng không có việc gì mà chúa không làm được lời sứ thần nói với mẹ maria vậy nên xin hãy phó thác công việc mục vụ cho chúa qua mẹ maria của chúng ta và cố gắng nhìn mọi sự theo hướng tích cực đời sống của nam nữ tu sĩ và giáo dân cũng không thiếu khó khăn người ta nói không nằm trong chăn không biết chăn có rận nghĩa là chăn nào nó cũng có rận vậy thì cũng hãy phó thác đường đời cho chúa qua mẹ maria hôm nay cũng là ngày cầu cho hòa bình thế giới đức mẹ là nữ vương hòa bình thế giới chúng ta còn nhiều bất ổn và đau khổ do chiến tranh cuộc sống quanh ta còn nhiều chia rẽ bất hòa dẫn tới bất ổn bất an và bất hạnh nơi nhiều người tại fatima mẹ đã mời gọi để cứu thế gian khỏi tội lỗi được bình an các con hãy ăn năn sám hối, siêng năng lần hạt và tôn trùng trái tim mẹ, tức là sống nhân ái với nhau như mẹ, đồng thời xin mẹ giúp chúng ta nhận ra nhau để là anh em, để yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, đoàn kết với nhau, chống lại ma quỷ. Xin kể câu chuyện thế này. Tại một vương quốc nọ được lãnh đạo bởi một vị vua quang minh chính đại và hoàng hậu đạo đức thương dân Cuộc sống của dân chúng thật an bình, hạnh phúc. Hoàng hậu có hai hoàng tử thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau. Sống bên cạnh nước này là một nước khác được cai trị bởi một ông vua độc tài, độc đoán và độc ác. Dân chúng lầm than, đất nước không phát triển bởi chiêu cao thuế nặng. Vua này rất tức tối, khi thấy đất nước bên cạnh phát triển và văn minh hơn mình nên rất tâm hám hạ Vua cho người rình rập và bắt cóc hai hoàng tử. Hôm đó hai hoàng tử xin phép vua cha là họa và hoàng hậu vào rừng săn bắn. Trước khi đi hoàng hậu dặn: "Này, hai đứa đi sớm về sớm đấy nha." Dạ, chúng con nhớ rồi." Hai hoàng tử này ngoan lắm. Khi đi em hỏi, khi về em chào Mẹ em trúng chím, mẹ có yêu không nào đấy Các cụ nói đi thưa về gửi là vậy Sau tiếng giả đó Hai con ngựa phóng vút đi nhai mũi tên vào trong cánh rừng sát biên giới của nước bên cạnh Hoàng hậu nhìn theo mỉm cười Cảm tạ Thượng Đế đã ban cho mình hai đứa con thật ngoan, hiếu thảo và đoàn kết Hai hoàng tử vô tư tiến vào cánh rừng mà không nghĩ rằng một nguy cơ đang rình rập ngựa của họ đang phi nước đại thì bỗng đánh rầm một cái cả người và ngựa đều sa xuống hố thì ra những chân tay của vua nước nọ đã đặt sẵn một cái bẫy để hai hoàng tử sa xuống đó chúng bắt hai hoàng tử đưa về giao nộp cho vua nước nọ vua sai biệt ra mai hoàng tử mỗi người một chỗ không cho liên lạc với nhau hôm sau hắn mở một cuộc đấu kiếm giữa các tù nhân với luật chơi hết sức dã man là các tù nhân phải đeo mặt nạ và đấu kiếm với tù nhân khác ai giết được người khác thì được tha và cho về và nếu không giết được khác thì đương nhiên phải chết rồi và họ sắp xếp cho hai hoàng tử là hai anh em ruột đấu kiếm với nhau do đeo mặt nạ hai hoàng tử không nhận ra nhau và vì mong muốn chiến thắng được trở về đất nước nên ngay sau tiếng cổng khai cuộc hai chàng trai xông vào nhau quyết trận tử chiến về phần mình đợi mãi không thấy hai con về với linh tính của người mẹ hoàng hậu biết có sự chẳng lành xảy ra để không làm kinh động tới đức vua và triều thần hoàng hậu liền cùng với hai nàng hầu võ nghệ cao cường đang đêm lén ra ngoài Tiến thẳng đến nước láng giềng Vì nhờ thần giao cách cảm Mà hoàng hậu biết Hai con mình đang ở đâu Ngày nay có định vị Nhưng ngày xưa không có định vị Thì nó do chúa lại ban cho cái gọi là thần giao cách cảm Người mẹ và con có một mối liên hệ Rất là hay Cả ba người cùng mặc áo đen Lấy khăn bịt mặt Đời mỗi hở mỗi hai cái mắt thôi Vượt qua biên giới thân thủ lanh lẹ tiến về hoàng cung nước láng giềng vừa lúc cuộc giao chiến của hai hoàng tử bắt đầu nhìn thấy kiếm pháp của hai người trên võ đài nhưng ai mà đọc kim dung ấy thì biết là cái kiếm pháp nó tinh diệu tới mức độ nào và người trong cuộc sẽ nhận ra ngay mà kiếm pháp của hai người trên võ đài hoàng hậu nhận ra ngay là hai con của mình bà hát lên dừng tay lại hai hoàng tử nghe tiếng tiếp nhận ra tiếng mẹ mình nên cả hai dừng tay bằng thủ pháp nhanh nhẹn của mình hoàng hậu cùng với hai nàng hầu phi thân tới giật hai chiếc mặt nạ của hai hoàng tử ném xuống đất hai anh em nhận ra nhau thế là cả năm người cùng thi triển khinh công bay tới chú vua nước nọ đang ngồi khống chế vua và hô lớn ai đến gần sẽ giết vua ngay đồng thời yêu cầu vua phải ra lệnh cả phải bỏ vũ khí xuống và tháp tùng năm người về phía biên giới. Khi tới biên giới, mọi người đã thấy vua cha cùng với đội cấm vệ binh hàng ngũ chỉnh tề sẵn sàng ứng chiến. Thì ra, vua cũng đoán được sự tình nên tức tốc cùng với thuộc hạ đến biên giới trợ chiến. Thế là cuộc giải cứu con tin thành công rực rỡ mà không tốn một viên đạn hay là một mũi tên nào. Vua cha tiến lại phía vua nước láng giềng và nói Xin lỗi đã làm hiền hình lo sợ Nhưng chúng mình là anh em Là láng giềng của nhau Hãy cố gắng tạo tình thân ái Để cùng nhau xây dựng đất nước Tha không bắt cho về bắt tay Và khuyên nhủ những lời tốt đẹp Thưa cộng đoàn Đôi khi trong cuộc sống Chúng ta bị những thế lực xấu Gắn cái mặt nạ trên mặt nên không nhận ra nha nhau là anh em. Chúng ta xin mẹ đến gỡ những chiếc mặt nạ đó xuống để chúng ta hạ vũ khí, nắm tay nhau, sống hòa thuận với nhau, xây dựng nước trời ngay tại trần thế này. Thôi, con không dám dài dòng mà xin kết luận. Chúng ta hãy nhìn mẹ Maria và xin mẹ cầu bầu cho chúng ta hôm nay, ngày đầu năm mới, ngày khởi đầu sĩ vụ, ngày dâng giáo phận, dâng đại trùng viện thánh tâm dâng nhà thờ chính tòa cho mẹ maria mẹ thiên chúa và suốt cả những năm năm tháng kế tiếp để trong năm mới này dưới sự che chở của mẹ cùng với ơn thánh linh trợ giúp chúng ta sẽ sống gắn bó với chúa và với mẹ và với nhau như thế năm mới sẽ là một năm bình an và hạnh phúc với nhiều hoa trái dồi dào đó cũng là lời cầu chúc con xin gửi đến đức tổng phan -cô, đức cha ferro cha tổng đại diện cha đại diện giám mục miền hưng yên quý cha trong ban tư vấn quý cha trong ban đào tạo đại chủng viện quý cha quý thầy phó tế quý nam tu sĩ nam nữ chủng sinh tu sinh quý viên chức hội đồng giáo sứ giáo họ quý hội đoàn quý ân nhân thân nhân và toàn thể cộng đoàn dân chúa thái bình và hưng yên xin tiếp tục cầu nguyện cộng tác và nâng đỡ con trong việc phục vụ tại quê hương yêu dấu của chúng ta này con xin chân thành cảm ơn